Okay, today I take the group of 30 persons come from all over the world. They are stylish to visit Hanoi. And now we take the photo in Opera House. Okay, we go. Okay, we can get on the bus. Mấy người kia người ta còn chụp có đủ chỗ em nữa, chắc là đủ nhỉ, thoải mái.